Xin chào các bạn đã tới với kênh US Life Ở trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ một số thông tin là mình tìm hiểu được về Bitcoin City, thành phố Bitcoin cũng như là các tác động từ thông tin này đối với việc đầu tư tiền điện tử để các bạn có thêm thông tin thông khảo nhé El Salvador đã có kế hoạch xây dựng thành phố Bitcoin đầu tiên ở trên thế giới với nguồn vốn huy động từ trái phiếu Bitcoin Tổng thống của đất nước này đã có kế hoạch cho phép Bitcoin trở thành đồng tiền lưu hành hợp pháp ở nơi đây. Người dân ở thành phố này có thể giao dịch, kinh doanh, buôn bán, thanh toán cho mọi chi tiêu bằng đồng Bitcoin. Và theo mình thì điều này sẽ có tác động rất là lớn đến các nhà đầu tư Bitcoin và tiền điện tử nói chung, cũng như là mức giá của Bitcoin có thể thay đổi rất lớn trong tương lai nhờ thông tin này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi xem xét về các vấn đề cần lưu tâm khi mà đồng Bitcoin trở thành phương tiện thanh toán chính thức ở thành phố này. Khi mà thông tin này được đưa ra, El Salvador đã không nhận được sự ủng hộ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cho rằng điều này có thể mang lại rủi ro bởi vì chưa từng có bất cứ một quốc gia nào sử dụng đồng Bitcoin là tiền tệ chính thức. Đồng thời, thì việc mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế phản đối quyết định của El Salvador có thể khiến cho quá trình tiến hành hợp pháp hóa đồng Bitcoin ở thành phố Bitcoin gặp khó khăn. Điều này có thể khiến cho rất nhiều nhà đầu tư chọn mua đồng Bitcoin theo thông tin về thành phố Bitcoin sẽ có khả năng muốn bán tháo đồng Bitcoin để bảo toàn được vốn. Và việc mà họ bán tháo đồng Bitcoin có thể đẩy giá của đồng tiền này xuống rất là thấp bởi vì giá tiền điện tử thường được quyết định theo nhu cầu của thị trường. Như các bạn cũng đã biết thì thiết bị đào Bitcoin có giá trị không hề nhỏ và để có thể trở thành tiền tệ giao dịch cho cả một thành phố thì số lượng Bitcoin cần có cũng sẽ không hề nhỏ. Kéo theo số lượng máy đầu tiền cũng phải ở một con số khá là lớn. Do vậy thì chắc chắn thiết bị đào Bitcoin sẽ khiến cho đất nước này phải chi ra rất là nhiều tiền. Tuy nhiên, thì theo như thống kê ở trên trang web World Population Review, thì đất nước này lại là một trong những đất nước nghèo ở khu vực Bắc Mỹ. Cho nên vấn đề về việc lắp đặt thiết bị đào Bitcoin sẽ là một yếu tố bất lợi. Và theo mình thì điều này sẽ làm giảm tính khả thi của việc xây dựng thành phố Bitcoin. Biến thể mới của virus COVID đã khiến cho giá trị của rất nhiều mã cổ phiếu cũng như là tiền điện tử giảm mạnh do các nhà đầu tư muốn bán tháo các khoản đầu tư để bảo toàn được số tiền vốn. Bởi vì khi mà dịch Covid lần đầu gây ảnh hưởng mạnh vào thế giới năm 2020, thì giá tiền của rất nhiều mã cổ phiếu lớn đều giảm xuống một cách rõ rệt. Cho nên các nhà đầu tư có thể rút kinh nghiệm từ lần đại dịch trước và họ sẽ nhanh tay bán tháo các khoản đầu tư như là chứng khoán và tiền điện tử để tránh tình trạng tài khoản của họ bị su giảm quá mạnh dưới sức ảnh hưởng của dịch Covid. Đồng thời thì các bạn cũng có thể thấy gần đây giá tiền của đồng Bitcoin giảm rất là mạnh theo thông tin về biến thể mới của virus COVID. Tuy nhiên, thì thành phố Bitcoin sẽ mang theo nhiều yếu tố tích cực để các bạn có thể cân nhắc. Như các bạn cũng đã biết, thì để có thể đào được đồng Bitcoin, ngoài máy móc thiết bị chuyên dụng thì nguồn điện cần sử dụng cũng sẽ rất lớn. Chính vì vậy mà Tổng thống El Salvador đã có kế hoạch tận dụng nguồn năng lượng từ núi lửa và cho xây dựng thành phố Bitcoin ở gần khu vực núi lửa cho nên việc đó Bitcoin cho thành phố Bitcoin cũng sẽ không còn là một vấn đề. Điều này sẽ đảm bảo được nguồn cung cho Bitcoin được ổn định, cũng như là đảm bảo được giao dịch cho người dân ở nơi đây. Đồng thời thì những người tới nơi khác tới đây thanh toán và giao dịch ở khu vực này cũng sẽ không gặp vấn đề. Tổng thống của đất nước này sẽ cung cấp trái phiếu kỳ hạn 10 năm để huy động vốn xây dựng cho thành phố Bitcoin. Các nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội này để kiếm lời. Bởi vì nếu như mà thành phố Bitcoin được xây dựng cũng như là vận hành một cách hiệu quả, thì việc này có thể mở đầu cho các khu vực khác tiến hành giúp cho đồng Bitcoin được chấp nhận rộng rãi hơn và đồng thời cũng sẽ trở thành một khoản đầu tư rất là có lợi. Và từ đó thì giá trị của đồng Bitcoin cũng sẽ tăng lên rất là nhiều lần do giá trị của tiền điện tử luôn được quyết định bởi nhu cầu từ phía thị trường. Một đồng tiền lưu hành hợp pháp tại một quốc gia và cụ thể là đồng Bitcoin tại thành phố Bitcoin sẽ có khả năng được trao đổi và lưu trữ nhiều hơn nữa. Nếu như mà dự án thành phố Bitcoin thành công thì điều này sẽ khiến cho rất nhiều khu vực khác muốn áp dụng theo và cũng sẽ có thêm nhiều đồng tiền điện tử khác như là Ethereum hay là Litecoin vân vân trở thành phương tiện tiền tệ thanh toán hợp pháp trong tương lai tại một hoặc là nhiều quốc gia khác nhau. Tùy theo mục tiêu của quốc gia đó cũng như là tính chất của đồng tiền điện tử được lựa chọn. Từ đó thì các khoản đầu tư tiền điện tử sẽ trở thành một nguồn tài sản khổng lồ cho các nhà đầu tư. Các bạn có thể tham khảo những thông tin mà mình vừa chia sẻ để tìm hiểu được về tương lai đầu tư đối với tiền điện tử. Khi mà Bitcoin trở thành một trong những phương tiện thanh toán hợp pháp tại một khu vực. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.